Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio, chuyên cung cấp các phụ kiện linh kiện audio chuyên nghiệp. Và trong cái video ngày hôm nay thì tiếp tục em lên cho anh em và các bác những cái mẫu dây AV hay là những mẫu dây Canon. Đấy, hôm nay thì đủ các mẫu mã cho anh em chọn luôn nhá. Từ những mẫu hơn 100.000 này, hơn 200 này, hơn 300 hay là những mẫu 6-700, 8-900, hôm nay em đều có cho anh em hết. Từ bãi Nhật này, bãi Singapore này, bãi Đức này, bãi Mỹ này. Đấy, hay là những cái dây bản to của Hitachi, bãi Nhật xịn luôn. Đấy, thì anh em thể nhìn qua đây thì hôm nay cũng rất là nhiều mẫu, chủ yếu sẽ là những cái mẫu dây được rất nhiều anh em tin tưởng anh em nhé. Đấy, đây, đây là ví dụ, đây là một cái mẫu dây AV Hitachi vàng. Đấy, anh em nhìn Hitachi tất cả từ cái đầu dắp cho đến cái dây. Đấy, như cái bộ trên tay em đây thì là dài 1 mét, và cái dây này thì nó sẽ lợi giải cao anh em nhé. Đấy, lợi giải cao. Đấy, rất chạy, bán rất là chạy luôn. 250.000 đồng cho một bộ. Đấy, hai sợi riêng biệt, dài 1 mét anh em nhé. Đấy, dây cực kỳ mềm luôn. Đấy, đây, quay kỹ cho anh em nhìn cái mã này. Đó, 250.000 đồng cho một bộ. Nếu mà anh em và các bác nào mà đang muốn ưu tiên cái giải cao tí tách leng keng hơn thì anh em thể chơi cái dây Hitachi này. Đấy, phân khúc giá bình dân, anh em nào cũng có thể sở hữu được. 250.000 là đã bao ship rồi anh em nhé, đã bao ship rồi. Rồi tiếp theo đến là một mẫu phân khúc chưa đến 100, chưa đến 200.000 đi, và nó có ưu nhược điểm gì. Đấy, chứ không phải là giá rẻ mà nó lại kém đâu anh em nhé. Đấy, vì anh em khai thác được cái mẫu mã này, nó vừa đẹp vừa rẻ mà lại còn hay nữa anh em. Đấy, thì đây là một cái mẫu dây dành cho đánh cho âm ly cổ. Nếu mà anh em nào mà đang dùng âm ly bãi đấy, đây em đang tìm cái chữ của cái dây này thì nó khá là nhỏ. Đây em sẽ bắt nét cho anh em nhìn, nó khá là nhỏ nên là em sẽ, đấy anh em thể nhìn này, chữ nó khá là nhỏ. Đấy, Hitachi này. Đó, quay kỹ vào anh em nhìn thấy vì nó rất là nhỏ. Nhưng mà trong của nó tới tận 4 lõi anh em nhé. Đây là dây Hitachi bản 4 lõi dành cho âm ly cổ. Nếu mà anh em nào mà nghe, anh em và các bác nào mà nghe những cái bài nhạc trước năm 45 này, những cái bài nhạc bất hủ đấy ạ, những cái bài nhạc mà muốn cho nó thực tế, gọi là cho nó chi tiết, đấy thì anh em chơi dây này cho em. Vì sao? Vì đầu tiên là cái rắc của nó, cái rắc của nó là rắc mini, anh em cắm sát không bao giờ sợ chạm. Đấy, rắc nó cực kỳ nhỏ, để em so sánh cho anh em nhìn nhá. Đấy, đây, rắc nó nhỏ không ạ? Nhỏ hơn rất là nhiều. Đấy, dành cho những cái âm ly băng cối, những cái âm ly băng cối đấy, băng cối chơi cũng chơi dây rất là nhỏ. Hay là những cái âm ly bãi thời xưa, anh em nghe nhạc độc, nhạc chất. Đấy, nhạc đỏ, nhạc vàng, chơi dây này cực kỳ hay. Giá chỉ có 185.000. Miễn phí vận chuyển cho anh em bác, 185.000 miễn phí vận chuyển. Đấy, thì đây là dây Hitachi, dây Nhật anh em nhé. Và được bên em DIY vào những cái rắc bãi của Monster. Đấy, rất là xịn anh em ạ. Đấy, thì nó sẽ có màu đỏ, đỏ này, à màu đen này và màu trắng này. Đấy, màu trắng là dương và màu đen là âm. Đấy, anh em thể nhìn phân biệt ở đây. Đấy, vì nó hai cái rắc âm dương của nó đều màu đỏ nên người ta sẽ phân biệt đen và trắng. Đấy, hai bên đầu rắc cực kỳ đẹp luôn em ạ. Đầu rắc bãi cực kỳ đẹp. Đây, em cho anh em nhìn cái lõi dây của nó. Đây, em vừa tuốt ra. Đấy, đầu tiên là bên ngoài có một cái lớp chống nhiễu này. Đấy, chống nhiễu cực kỳ dày, dày cộp luôn ạ. Đấy, dày cộp luôn. Rồi, tiếp thì bên trong của nó, bên trong của nó có một cái lớp giấy bạc này. À đây, có một sợi mát này. Đấy, một sợi mát ở ngoài lớp giấy bạc này. Rồi tiếp theo đến là một lớp giấy bạc khá là dày anh em nhé, khá là dày. Rồi tiếp theo đến là bên trong, lõi của nó có 4 lõi tất cả. Đấy, xanh đỏ trắng đen này. Và lõi là lõi mạ bạc anh em nhé. Đấy, lõi mạ bạc. Đấy, chống nhiễu cực kỳ tốt và độ chi tiết cực kỳ cao, rất là nhiều lõi. Đấy, cực kỳ đẹp mà dây cực kỳ mềm luôn ạ. Dây cực kỳ mềm luôn anh em nhé. Đấy, dây cực kỳ mềm luôn.
như bún luôn. Đấy, 185.000 đồng cho một cặp như thế này, miễn phí vận chuyển, quá ưu đãi. Rồi, rồi tiếp theo đến, nếu anh em và các bác nào muốn nghe chi tiết cả ba giải, muốn chơi hàng ngoại nhập, hàng zin nguyên bản, thì anh em chơi cho em cái dây của Singapore này, AV Zinet, 350.000 đồng cho một bộ. Đấy, cái dây này thì được bên ngoài bọc một lớp sắc rắn này. Đấy, đầu rắc này, đầu rắc Zinet chính hãng luôn này, và được phân biệt âm dương này, đỏ và đen này. Đấy, bọc sắc rắn, chống gãy gập, chống nhiễu, chống ù, chống re, 350.000 đồng cho một bộ dài 1 mét anh em nhé. Đây là dây zin nguyên bản. Đấy, còn dây này, dây Hitachi này là dây bên em DIY. Đấy, dây nào dây đấy, dây zin bảo dây zin, dây làm bảo dây làm anh em nhé. Rồi, đây là dây này chi tiết ba dài này. Đấy, dây này thì chuyên đánh nhạc nhạc cổ, dây này chuyên giải cao. Và anh em nào mà chơi cao cấp hơn thì anh em có thể tham khảo những cái mẫu trên này. Đấy, đây là dây AV phòng thu đầu rắc khóa. Đó, dây này thì có mức giá là 600.000 đồng cho bộ đầu rắc khóa ren anh em nhé. Dây Hitachi bản to. Đây. Đấy, dây Hitachi bản to. Anh em nhìn cái lọ nó to hơn rất là nhiều. Và đầu rắc của nó là đầu rắc khóa, khóa ren, đầu rắc carbon khóa ren. Đó. Khóa ren. Mỗi lần anh em vặn vào đây anh em lại vậy. Đây, mỗi lần đút vào anh em vặn ra này, đút vào này, rồi chúng ta siết vào. Đấy, là nó sẽ chặt. Đó, 600.000 đồng cho bộ này anh em nhé. Rồi tiếp theo đến là bộ Canon. Hai đầu Canon đực cái của Hitachi phòng thu. Anh em nào mà chuyên đánh dàn sân khấu hay là chơi mixer, chơi dây Hitachi này khá là tốt. Đó, dây này thì có mức giá là 750.000 đồng cho một bộ anh em nhé. 750.000 đồng cho bộ đầu rắc Canon carbon. Nhưng riêng cái đầu rắc này thì anh em dùng cả đời lúc nào nó cũng như mới như này, không bao giờ bị xỉ, không bao giờ bị làm sao hết. Đấy, lúc nào nó cũng như mới này, nó bóng nhẫy như này này, dùng rất là sướng. Và cái chất lượng dây thì quên sầu rồi, có khi bộ dàn hỏng rồi mà dây vẫn còn. Đấy, 750.000 đồng cho bộ dài 4 mét anh em nhé. Anh em nào cần là dài hơn, dài 1,5 mét, 2 mét thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Rồi tiếp theo đến là dây của Đức. Đó, dây WBT của Đức. Dây này thì nó sẽ thiên về giải bass, giải trầm anh em nhé. Giải trầm. Đấy, đánh cho loa BMB hoặc loa Bow. Đấy, loa Bow Bow series rất là hay. Nếu mà anh em nào yêu thích thích nghe giải trầm, nghe bass nghe bass nhiều hơn chép. Đấy, WBT Audio Cap Make in Germany, dây của Đức, và có chiều mũi tên chống nhiễu một chiều. Đấy, cũng là đầu rắc khóa và dây cực kỳ to. Đó, dây này thì có mức giá là 650.000 đồng cho một bộ dây AV, hai đầu AV này. Đấy, hai đầu AV 650. Và cái bộ Canon này, bộ Canon này thì lúc nào cũng nhỉnh hơn rồi. Đấy, bộ Canon này thì có mức giá là 800.000 đồng cho bộ anh em nhé. 800.000 đồng. Đấy, hai đầu Canon của Đức WBT, dây chính hãng của WBT Audio Cap luôn. Đấy, đồng 3 số 8 này, Make in Germany, dây cực kỳ to, to nhưng mà không hề cứng, to rất là mềm. Đấy, to rất là mềm. Rồi, tiếp theo đến là những cái bộ dây Macintosh của Mỹ. Nếu mà anh em nào mà thích chơi hẳn dòng cao cấp, họ dòng trên dưới 1 triệu, thì anh em thể tham khảo cái mẫu này. Mẫu này thì nó sẽ lên cả 3 giải cho anh em. Ví dụ cái loa của anh em nó không cải thiện được cả 3 giải, lời, bát và chép. Đấy, chung, bát và chép, thì cái dây này nó sẽ cải thiện được cho anh em và các bác. Đấy, ngoài loa và âm ly thì dây tín hiệu cũng rất là quan trọng. Dây này bộ AV của Macintosh này thì đây, Make in USA. Đó, đây em sẽ quay chi tiết cho anh em nhìn. Đây, dây trên dưới 1 triệu thì lúc nào nó cũng có chiều mũi tên thế này. Đấy, Macintosh anh em nhìn chưa? Đó, có chiều mũi tên nhá.
chiều mũi tên là chiều đi xuống, ví dụ từ âm ly xuống vang. Đấy thì anh em cứ cầm xuôi theo chiều mũi tên. Dây này thì có mức giá là 800.000 đồng cho một bộ. Đấy. Hai đầu AV của Mackintosh 800 dài 1 mét. Rồi Canon thì nó sẽ nhỉnh hơn 150.000. Đấy, Canon đây 950 cho một bộ. Đấy, dây này thì em có lên cho anh em rất là nhiều rồi. Đấy, lên cho anh em rất là nhiều rồi, và cái hãng này của nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Sản xuất cả âm ly, đầu CD, đầu đĩa hay là rất là nhiều loa, nó có loa Mackintosh cũng có. Đấy. Đây, hai đầu Canon của Mackintosh. Rồi, 950 cho một bộ. Rồi, anh em nào cần ví dụ cần những cái bộ dây Canon Canon da V, Canon cái da V, Canon đực da V. Đấy, hay là hai đầu Canon. Tất cả dây này thì bên em đều có thể hoàn thiện được cho anh em. Đấy, tùy thuộc theo cái nhu cầu của anh em mặc bác. Đấy, ví dụ anh em cần dây vàng này, anh em cần làm đầu Canon để nó cải thiện giải cao cũng làm được. Đấy, dây kia cũng có, dây này có, dây kia có. Đấy, còn riêng cái dây Singapore Jean này thì em không có. Đấy, rồi anh em nào quan tâm đến cái mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong video tiếp theo.